Đang xin chào bạn. Sau đây đang xin giới thiệu các bạn cần trung quân câu đài hai đao của hãng hai đao fishing. Cái này bịt đầu không ạ? À, bịt đầu như này thôi, chống va chạm thôi, xước không? Đang về một màu này, màu đa số bên là cái chất liệu này nó là bằng inox nhưng mà phủ cái đốt gốc này mà bỏ sơn màu xanh thôi. Bom. Bạn kéo đấy, chỉnh đúng tầm các bạn, chỉnh đúng tầm. Bom này thì là bom này. Này thì là gấp vào. Đấy. Đây, có thể tháo ra các bạn cắm vào bát của thì có thể cắm vào bát của ghế này. Đấy, cắm vào bát của ghế câu đài được. Cái chống cần này là chiều dài 1m7 các bạn. Gặp được. Đỡ trong và đỡ ngoài. Đấy, đỡ trong. Đỡ trong hết đấy. Nâng được. Vạn này để nâng hạ, rút cho bạn xem. Xoay được, đấy, xoay. Mình có thể cắm xuống cò, đấy. Chỉnh được. Vừa rồi Hải Đăng với Sinh đã giới thiệu các bạn chống cần câu đài, tầm này dòng cao cấp. Hải Đăng xin chào và hẹn gặp lại các bạn những sản phẩm tiếp theo của Hải Đăng Fishing.